Có. Wish you a great day, right? We got only 31 in this room. Oh. So I think good enough. Hope you are ready for the lesson. Các bạn có nghe rõ, có nhìn thấy đầy đủ không ạ? Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 8 đúng không ạ? I hope you remember what we were doing yesterday. And today we're gonna moving on with the chapter 9, right? Steel reinforcement work. That's what we're doing. Thì hôm qua chúng ta đang trao đổi với nhau đúng không? Về chương 8. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục. Đấy, các bạn nhé. Now, this one, remember that, right? This a diagram showing what we did in an experiment when we pull a piece an experiment of rebar, right? And you see here we got three stages. That's what practically happened during this one. The first one, away line, we call it the elastic phase. Đây là giai đoạn gì ạ? Giai đoạn đàn hồi đúng không ạ? Đàn hồi đúng không ạ? Right, remember what happened in this stage? What happened in this phase? If we keep pulling the rebar, I would say that if we keep pulling, we keep having pressure, sorry, having force on the experiment, then the rebar will be extended. And if we stop, what happened? The rebar come back to its normal stage, right? So there is no extension on the rebar. Đây là cái giai đoạn đàn hồi, nghĩa gì ạ? Khi chúng ta gia tải đúng không? Kéo, tiếp tục kéo cái sợi thép thì cái cây thép của ta, cái mẫu thép của chúng ta sẽ bị dài ra, nhưng khi mà chúng ta dừng gia tải thì cây thép nó sẽ bị co về cái trạng thái ban đầu, kích thước ban đầu đúng không ạ? However, they realize one thing on BC phase. You see it, we call it the gel phase. We do not increase the force, we do not increase the tension. But our rebar piece keep being extended. And this one is a very dangerous stage. After that, from the C point here, we continue to increase the pressure, increase the tension. Then our rebar is being extended from this point. If they stop putting force on the rebar, the piece will be coming back to another stage. And if they measure it, they realize an extension of O1 is being executed. Right? Nghe sau cái điểm C này này, sau cái giai đoạn cái thềm chảy BC này này, người ta nhận ra là BC là một cái thềm chảy khá nguy hiểm. Bởi vì cái giai đoạn này là sao? Người ta không gia tải, nhưng cái mẫu của chúng ta, cái cây thép, nó vẫn bị kéo giãn ra. Thế sau đó người ta lại nhận thấy, các bạn, từ cái điểm C này đổ đi, nếu tiếp tục gia tải rồi lại dừng thì cây thép sẽ bị co về một cái điểm là O1. Và người ta đo cái O1 thì làm sao? Phát hiện ra một cái biến dạng dư đây. Right? Reductant deformity. Đây là một biến dạng, các bạn nhé. Đúng chưa? Và cây thép thực chất nó đã bị dài ra một khoảng vuông. So, in conclusion, we got the definition of cold strengthening, right? We want to increase the loading capacity which exceeds the allowable yielding stress of steel rebar, of steel bar. You see that, right? And we got a new material that there is no more yield capacity here. Đó, thế thì nghĩa ở đây chúng ta nói là gì ạ? Là gia cường nguội
là chúng ta đang kéo cái cây thép để mà khử đi cái thềm chảy ở đây. Thế các bạn nhớ giúp tôi nhé, bản chất là khử đi cái thềm chảy. Vì khi các bạn đọc trong sách giáo trình, các bạn đọc trong sách giáo trình ấy, sách giáo trình tiếng Việt ấy, rất nhiều sách là người ta vẽ một cái đường đứt mà có cái sigma b nó lớn hơn cái sigma b ban đầu, thì cái đấy nó không chính xác. Các bạn nhớ giúp tôi nhé, đấy là lỗi của những cái người in sách những cái bản đầu tiên. Cái này các bạn đã làm cái thí nghiệm trong môn sức bền vật liệu, các bạn đã học ở trong môn kết cấu thép. Đấy, thì cái này mình nhớ giúp tôi nhé. Cùng một mẫu thép thì cái sigma bền của nó này, cái allowable strength is never change. Đấy, sức thép bền thì không có thay đổi, mà chúng ta chỉ có thể khử cái thềm chảy này đi thôi. Ok, so two benefits of cold strength. Number one, there is no more yellow face. And number two, we got an extension, we got a deformity of a positive deformity of rebar. Đấy, thì có hai cái điểm lợi lớn nhất của da cường nguội. Thứ nhất là khử thêm cháy, thứ hai là kéo giãn được thanh thép một cái khoảng này. Đó, alright. So I want to tell you a story. Yesterday I told you that, alright, we do not execute the strengthening activity on site anymore because our rebar now, our steel now got a very high quality, which means that, right, even we got the yaw face here, while our rebar, our steel material shall not reach to this point, right? So the disadvantages of yaw face, well, just say it shall not appear currently. Thì cái lý do là thực ra bởi vì cái chất lượng thép bây giờ khá cao rồi. Thế nên bản thân là dù có còn cái thềm chảy thì cái cây thép của chúng ta hoạt động gần như nó không bao giờ là đụng với cái sigma C này cả. Đó. We're afraid that. Well, just image like this. 10 years ago, sorry, not 10 years ago. Maybe we should say 30, 40 years ago. Right? A half a decade. You got 10 people coming into a room, right? 20 coming, 30 coming, 40 coming. From that point, no one come. But the issue is, you realize that your slab is being changed. And maybe after 1 hour, maybe after 5 hours, there are some cracks appearing on the floor, right? Remember that the building, the room is not, shall not collapse. However, it's not right. Đó, thì các bạn hình dung cái câu chuyện khoảng độ nửa thế kỷ trước ấy, khi mà cái chất lượng thép nó thấp ấy, người ta sợ cái hiện tượng này này. Cái phòng của các bạn thì 10 người vào, 20 người vào thì không vấn đề gì cả. Nhưng khi 40, 50 người vào, bạn ngồi 1 tiếng, bạn ngồi 2 tiếng, xong thì ví dụ giả sử đi đến 5 tiếng chẳng hạn, tự nhiên bạn thấy là vẫn giữ 50 người này. Nhưng mà tự nhiên cái sàn nó lạnh nứt. Đó, các bạn hình dung giúp tôi. Thế bởi vì sao ạ? Đấy, 50 người là không ra tải nữa mà dừng ra tải. Thế nhưng mà đầu thép nó hoạt động đến cái thềm chảy, đúng không? Và công trình nó không sập. Nhưng đâu đó trên sàn lại xuất hiện cái vết nứt. Đấy chính là cái điều mà người ta so sợ, mà chúng ta đang đấy là cái điều, cái hiện tượng thực tế mà mô phỏng lại cái thí nghiệm của chúng ta. Đúng chưa? Đó, thế thì cái điểm lợi thứ nhất đó là khử cái thềm chảy đi, là vì thế để cho cây thép lúc nào cũng hoạt động với cái sigma bền này này. Đó, hình dung của tôi nhá, được chưa? Cái thềm chảy ở đây có nghĩa là không ra tải, nhưng cây thép nó vẫn bị biến dạng. Đấy, các bạn nhớ cái này giúp tôi nhá, được chưa? Cái điểm thứ hai, alright, the second benefit we got here is this extension over 1 year. Đấy, cái điểm lợi thứ hai chính là cái đoạn giãn dài OO1 đây. Nào, think about it. Well, you got 1,000, maybe 2,000, 3,000 tons of steel on site. And every meter you got an extension, even it's very small. The 3,000 tons of steel, so what happened? You see the benefits now, right? Đúng không ạ? Thì cứ mỗi 1 mét cây thép, bạn kéo giãn ra được một xíu, vài phân thôi. Nhưng bạn hình dung được trên công trường của bạn là 2.000, 3.000 tấn thép. Đó. Thế thì đấy là cái lợi. Thế tất nhiên that's the story that I say half a decade ago. So you shall not see they doing this anymore, alright?
Nên tất nhiên là cái việc mà khôn lõi này chẳng hạn, nên nó như hư tí thì các bạn sẽ thấy đây là cái câu chuyện từ nửa thế kỷ chứ, đúng không? Chứ thép bây giờ thì chúng ta không thể làm này nữa. Đấy, nhấn mạnh là một lần nữa nhá, này nên là cái này là cái nguyên lý để các bạn hình dung được là chúng ta vẫn phải kể cái câu chuyện ra, được chưa? Và đôi khi đâu đó các bạn sẽ thấy trong nhà các bạn, đặc biệt là các bạn thi công những cái công trình bé bé thôi, nhà dân thôi đấy, mà hay phải dùng thép phi 10, phi 12 thôi chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy vẫn có những hiện tượng nứt. Nhưng để các bạn có thể thấy là hình dung là có thể đây là một trong những nguyên nhân gây nứt đấy, các bạn để ít thép quá thì nó đạt đến cái tiềm tải, đúng không? Mình đem ra mình lý giải, mình an tâm là nhà không sập đó. Alright, so this is a method. Okay, you see, it's a method here. Co-pooling là gì ạ? Pool là gì các em? Kéo đốt. Alright. Okay, again, try to work with me. You might be shy, you might feel boy. I'm not sure. However, well, I hope that you can work with me. So keep your mind clear and help you to remember the lesson easier. Đấy, các bạn cố có thể làm việc với thầy nhá. Nhiều khi nhiều bạn là không muốn là mở mic ngại, đúng không? Như thế nào đấy, nhưng khi các bạn những cái lúc mà thầy hỏi những cái câu vu vơ như vậy, các bạn có thể làm việc cố gắng trả lời, đưa ra một cái suy nghĩ nào đấy trong đầu ấy, thì các bạn sẽ nhớ bài dễ hơn, các bạn sẽ thấy rằng là làm bài rồi nó sẽ đơn giản hơn. Đấy. Nào. This is a system. Right, this is a system. Capstan number 4, capstan. Capstan is máy tời. Right, capstan ý đây người ta là máy tời các em nhá. Right. You see here. Number 1 is our rebar. And number 2, we call it the pulling platform. Đây là cái bệ kéo. Number 3, holding platform. Holding means it can be keep still. Thì đang là cái bệ kéo thì nó sẽ giữ nguyên, đứng nguyên. The holding platform will be keep still by a counterweight here, number 5. Counterweight number 5. Số 5 là cái đối trọng các em nhé. Counterweight là đối trọng. Right. And number 6, you call it a support frame. Maybe it can be a cylinder sleeve, or it can be a concrete block or something, whatever it is. Just say it is like a support point and is where we fix our holding platform. Thì chúng ta cả cái hệ số 6 này, người ta ghi đây là một cái khung cứng, đúng không? Khung này có thể để người ta treo cái đối trọng, hoặc sau này nếu bạn muốn giữ chẳng hạn, đúng không? Cả cái này nó có thể là cái cục bê tông nào đấy. Miễn là sao chúng ta có thể neo được cái bệ giữ ở đấy. Chưa? Ok. Now, by activate the capstan, you see, our rebar will be pulled. Right? Khi mà hoạt động cái tời thì rõ ràng là cây thép của chúng ta sẽ bị kéo dài, kéo thẳng ra, đúng không? Right? An example you see, when you got your own shattering built and they want to stretch the raw steel. Nên khi các bạn xây cái nhà dân của bạn ấy, mà các bạn thấy là người ta muốn kéo thẳng cái thép cuộn của bạn, nó sẽ dễ đủ. Right. Sometimes they got a single pipe and they put our roll coil into it, onto it, and they use a capstan to pull it. Đúng không? Thì đôi khi các bạn sẽ thấy điều khi nhà dân người ta kéo thẳng thép cuộn ra thì người ta có thể cố bị cọc đơn này, đấy, có thể cọc gỗ hoặc bê tông đặt xuống đất gì đấy. Để thép cuộn người ta đưa vào trong, người ta lồng vào cái cọc này, xong người ta dùng tời người ta kéo một đầu. Đó. Thì cái cách làm nó cũng tương tự như vậy. You see? Right. And by doing this one, you see our extension length of the rebar can be up to 3 to 8%. That's what I want you to remember. All right. Secondly, co-vectoring. Vectoring là gì ạ? Stamping. What do you mean? Batter or stamp? Stamp là gì ạ? Okay, danh từ stamp có thể là con tem đúng không? Nhưng động từ của nó là gì ạ? Là đóng, là dập. Vậy co-vectoring là phương pháp dập nguội, nhớ cho tôi nhạc khẩu đây, mình hiểu nguội nhá. So our rebar can be stamped, can be batter two side or four side. Look at this, you don't have this one here. Look at this, the diameter is compressed, đúng không? Cái đường kính sẽ bị ép lại, nhưng khi bạn ép thế vật liệu nó sẽ đẩy, nó kéo đẩy dài cái thanh thép ra, đúng không? Và chỗ này người ta có thể dập hai mặt hoặc dập bốn mặt đấy, bạn nhớ giúp tôi nhá, được chưa? Last one, co-withering. Withhole, cái này mình gọi là từ chuốt, các em nhé. Chuốt, yeah. Meaning that you pull our rebar through a hole. Pull it through a hole. So, you shall have numbers
ập hổ. Thì khi chốt, khi kéo cái cây thép qua cái lỗ chốt này này, thì sẽ phải có nhiều cái lỗ. Remember that. And the diameter of the holes will be gradually being smaller. Thế thì những cái đường kính của cái lỗ chốt này này, nó sẽ giảm dần. Right? Because if the diameter, the size of the hole is too small, then you put your rebar through it, you pull it, our rebar shall be cut out, and that's not good, right? It's be damaged. Thì nếu như cái lỗ chốt quá nhỏ ngay từ đầu, bạn đưa cái thế thép qua, bạn kéo thì cái thép của bạn sẽ bị gãy ngay, bị đứt ngay, đúng không? Đấy, thì sẽ rất là dở. Thì đấy là ba cái phương pháp nói rất nhanh để các bạn hình dung được, nhá. And again, you shall not meet this one on site anymore. Thế bạn, chúng ta sẽ không phải ra cường cốt thép ở hiện trường bây giờ nữa. Đấy, các bạn nhớ giúp tôi nhé. However, fabrication. Remember that fabrication. That's what we always do. Right? And again, this one. Reach yourself. Good enough. Đấy chứ? Riêng cái phần ra cường này thì yêu cầu các em là tự đọc. And remember, okay, please remember the extension of rebar when you bend it. Cái này các bạn làm ơn, các bạn tích lại vào vở của ghi chép rồi nhá, được chưa? Là cây thép sẽ luôn luôn có một cái khoảng giãn dài khi các bạn quấn. This one, you do not know when you count the rebar in your structural design drawing, design phase. However, in construction phase, when you execute the shop drawing on site, and when you execute the as-built drawing, as-built document, you need to count on it. You need to take care of it, right? This one, if you do not execute it correctly, then there will be more cost for you. Okay? Các bạn đặc biệt chú ý cái phần này cho tôi nhé. Bởi vì sao ạ? Cái phần giãn dài của thép này, bản thân các bạn khi thống kê cốt thép trong giai đoạn thiết kế kết cấu, các bạn chưa tính đến nó. Thế nhưng khi các bạn ra thực tế, các bạn làm, đặc biệt sau này khi bạn ra cái khối lượng hoàn công ấy, đấy, đây chính là cái chỗ phát sinh chi phí đây. Đây là cái chỗ mà các bạn sẽ thấy rằng nó chênh lệch về giá trị, chênh lệch về khối lượng. Đó. Đúng không ạ? Nào, lại một lần nữa quay lại cái đồ án bê tông cốt thép. À, xong bản vẽ chưa? Đồ án bê tông sàn sườn cần khối các bạn đang làm đấy. Long đâu? Long ở đây không? Long lớp trưởng đâu? Dạ em ạ. Ừ, nào. Giúp thầy trả lời cái đồ án bê tông cốt thép 1 là xong bản vẽ chưa? Và đồ án bê tông cốt thép 1 chúng em còn một lần thông bản vẽ nữa. Nghĩa là làm thống kê rồi đúng không? Dạ, có một số là chưa làm được thống kê tại vì thầy chưa kiểm tra cho cái phần dầm chính thôi ạ. Thầy chưa kiểm tra nhưng câu hỏi của thầy là làm rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ, rồi ok, thế thì Long có thể nói qua là khi thống kê cốt thép thì em xử lý như thế nào? Em thống kê cốt thép như thế nào? Nói ra thử nghe thử xem. Bây giờ quên rồi. Em cũng về đọc lại một tí ạ. Đúng, thế thì phải có một cái cảm giác gì chứ. Bạn nào nhớ là các bạn làm cái thống kê cốt thép như nào, là đây lúc trao đổi kinh nghiệm đấy. Không thích học lý thuyết, đây là cái lúc trao đổi kinh nghiệm đấy. Các bạn đặt thép vào trong bê tông rồi, tính toán rồi, thì bây giờ phải thống kê lại thôi. Đúng không? Các bạn quên nhanh thế được. Nguy hiểm quá. Thu Hương là Thu Hương còn nhớ không? Ở đây thầy thấy ra có mỗi Thanh Lâm với Thu Hương mở camera thôi. Hơi buồn tí, nhưng mà thật được rồi. Phần thống kê thì em chỉ lấy độ dài của cái phần bản sàn đặt thép rồi chia số khoảng cách của thanh mà. À, có nghĩa là về cơ bản là em sẽ vẽ, em có một cái bản vẽ tỷ lệ 1:1 trên AutoCAD đúng không?
và sau đó em vẽ cái cây thép ra, vẽ cây thép và em phải tuân thủ tất cả những khoảng bảo vệ cốt thép, đúng không ạ? Sau đó em dùng lệnh đim để em đo. Rồi, về gọi là về basic, basically là về cơ bản là Hương làm như thế đúng không? Ừ, thế các em biết là tại sao nó có sai số trong khi các bạn làm cái phương pháp như vậy? Trong lúc tính toán thì em có xin hướng dẫn, em có thấy là khi mà tính một bài tiếp thì em không thấy người ta tính cái phần mình muốn nhỉ. Tức là thì người ta chỉ tính cái phần mà đã uốn vào thôi, chứ người ta không tính cái phần cong cong nhỉ. Nên là em thấy cái phần đã uốn vào là sao? Có nghĩa là ví dụ như là ở những cái vùng mà moment chịu kéo đúng không ạ? Mà thép của các bạn là thép tròn trơn thì bạn phải bẻ gập cốt thép đúng không? Thì em thấy là cái phần gập lên một đoạn thẳng dài thì mình có tính cái phần đấy, còn cái phần uốn tròn thì mình em thấy không thể ai tính thêm mà. Rồi, thế thì để thầy nói với các em nhé, về mặt dự toán, về mặt mô hình hóa, modeling, thì các bạn làm thì không sai. Bởi vì là các em đang đo đúng những cái gì các em thể hiện. Đúng chưa? Thế nhưng mà bây giờ giống như việc nấu cơm ý, cái lượng gạo đúng chưa? Ở trên bản vẽ, khi các em làm bản vẽ 2D ý, thầy nhấn mạnh bản vẽ 2D nghe sản phẩm AutoCAD của các em ý. Một cây thép các em đang thể hiện nó bằng một đường thẳng, đúng không ạ? Nó là một cái nét rất mảnh. Các bạn đồng ý với tôi không ạ? Đang nói chuyện là vẽ 1:1 nhé. Thế thì cái dầm của bạn cao 400, các bạn vẽ đúng kích thước là 400 mm, nhưng cây thép có đường kính là phi 14 chẳng hạn. Các bạn có vẽ cây thép đúng là 14 ra không, hay các bạn dùng cái đường thẳng này? Dùng đường thẳng để vẽ đúng không? Các bạn thấy đây là một cái sai số chứ, một cái sai số cực lớn đấy chứ, đúng không? Như vậy là toàn bộ cái hệ số mi phần trăm là hàm lượng cốt thép, các bạn đã không thể hiện được nó trên bản vẽ 2D rồi, đúng thế không ạ? Nếu nó là một cái đường thẳng rất nhỏ, bạn bẻ gập nó thì độ giãn dài của nó không đáng kể. Nhưng nếu như nó là một cây thép phi 12, một cây thép phi 14, thậm chí một cây thép phi 18, thép 33, bạn bẻ một lần thì theo các bạn độ giãn dài thằng nào lớn hơn? Chắc chắn là khi nó là một cây có đường kính là 18mm, 20mm, bẻ gập ra thì nó sẽ phải giãn dài nhiều hơn. Em hình dung ra chưa? Chưa kể, em phải nhớ một cái điều này. Tại sao bây giờ cái xu hướng người ta phải mô hình hóa ra 3D là gì? Khi các cây thép bắt đầu các bạn thể hiện với đúng kích thước tiết diện thực tế, thế thì khoảng không chiếm dụng của các cây thép sẽ khác nhau. Cây nào đặt trên, cây nào đặt dưới. Rồi đôi khi nó bị vướng, đâm ra là người ta phải uốn thép. Đúng không ạ? Các bạn làm cái đồ án bê tông cốt thép 1, các em vẽ dầm, các em vẽ sàn, các em và toàn vẽ mặt cắt. Nhưng em nên nhớ giúp tôi, thực tế của bạn làm nó xảy ra trong không gian. Bây giờ tất cả các bạn nhìn cái góc nhà của các em ấy, cái góc phòng ấy, Lâm rồi có thể quay lại sang bên trái nhìn góc phòng chẳng hạn. Đúng cái vị trí dầm, cột, sàn giao thoa của nhau, đúng cái góc nhà, góc ngửa mặt lên nhìn trên cái sàn của em đấy. Nào, nhìn vào cái vị trí đúng cái góc. Có hai cái dầm phi vào, cái cột phi lên. Có thép sàn chạy vào đấy, đúng không ạ? Bạn có hình dung được ra chưa? Thì có bao nhiêu thép phi vào đúng cái nút đấy, người ta gọi đây là nút dầm đấy, đúng không? Thì nếu như cột của các bạn chỉ là cột 25 x 25, 30 x 30, 4 cây thép cột phi lên đã hết cả không gian rồi. Chưa kể là thép sàn neo vào, hai cái dầm chính, dầm phụ nó cắm vào, đúng không? Thế thì khi em đặt cốt thép, em có đặt cùng cốt được không? Hai cái thép chủ của dầm ấy, chắc chắn là em phải đặt lệch cốt rồi. Thế thì nếu như cứ tuân thủ như bản vẽ kết cấu, đều đặt ở cùng cốt của các em, thì nó vướng nhau là chuyện bình thường. Thì vướng nhau đến ra thực tế thợ đặt vào, người ta là phải nháy thép.
đấy, cái từ ngoài người ta hay gọi là từ nháy thép, người ta uốn lạch đi một chút, cứ nhìn mỗi chỗ uốn lạch đi một chút thế nó có phát sinh ra khối lượng không? Đó, chưa kể là cán bộ người ta phải xử lý là cái góc uốn là bao nhiêu để mà cây thép vẫn được coi như làm việc đồng tâm. Mà bạn nên nhớ rằng uốn công tử cẩn thận tử tế, sau này cái thép ở hiện trường nó cũng bị vồng ngược lên cơ, vô cùng nhiều vấn đề. Rồi mới đến cái đây này, góc uốn đấy. Thế thì để các em hình dung nhé, cái con số mà các em thống kê trong bản kết cấu nó chưa hề tính đến các khoảng dẫn dài, chưa hề tính những cái khoảng người ta phải nháy thép, đúng chưa? Đến lúc thực tế bây giờ lại phát sinh ra những khoản này, thế thì con số dự toán và con số hoàn công nó hoàn toàn lệch nhau. Và ông nào kiểm soát được cái sự chênh lệch này thì ông đấy có nhiều lợi nhuận hơn, đúng không ạ? Các bạn đồng ý với tôi không? Đấy. Tôi chưa biết các bạn làm sau này sẽ tiết kiệm thép hơn hay là sẽ thừa thép hơn, mà khẳng định các bạn sau này chỉ có tốn thép lên thôi, chẳng bao giờ có tiết kiệm được hơn. Đó. Chưa kể như hôm trước chúng ta nói chuyện với nhau đúng không ạ? Hôm trước mà đang ví dụ nhà bạn Lan đấy đúng không? Là nhà mà xong có thằng nào là nó đã tính là nó cứ mỗi cây thép 1,7 là nó định ăn bớt của bạn Lan 20 phân rồi đấy. Đấy, mà cố tình nó cắt thừa 20 phân ra để em bán đấy. Thế thì báo cáo các em như thế nhá. Được chưa? Thế nên là trong thi công bây giờ đến giai đoạn này thì để các em hình dung ra được. Nó sẽ có cái này đấy. Lưu ý nhá. Rồi, cái chuyện RAM cái này, RAM này nhá, được chưa? RAM là một cái thiết bị, một cái dụng cụ, xin các bạn một cái dụng cụ nhé. RAM này các bạn có thể cho tôi bây giờ dịch ra tiếng Anh mình gọi là cái ba bender, ba bender bender này này đấy, được chưa? RAM thì là cái từ gọi từ địa phương thôi nhé, là cái dụng cụ cầm tay dùng để giữ để quấn thép. Đây này chính là số 5 đây này, ba bender tiếng Anh là ba bender. Ok, ba bender, ba là cái cây nha, được chưa? Ghi lại được chưa? Rồi nhá. Mechanical method. Cái này thì đây, cái máy này thì đây cho các bạn xem thử nhá. Phải coi như là cái phần này đã đọc rồi nhá. Nhớ chưa? Thì đọc này rất đơn giản thôi. Không chịu đọc thì chịu chết rồi nhá. Để cho các bạn xem qua cái máy thực tế thì nó không giống hẳn như thế đâu. Máy bây giờ người ta vẫn có một số cái update. Xem nào, có để sẵn đây không? Chưa thấy ở đây. Đây nha, các bạn lưu nhìn 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 trên màn này nha, đây chính là một một dạng của cái máy đấy. Cái máy gia công cốt thép. Đây. Đây chính là cái trục đây. Trong kia người ta gọi là cái cylinder, cái trục đúng không? Mặt trên có rất nhiều cái roller. Đấy. Và cái khác biệt so với cả cái hình minh họa trong máy là toàn bộ cái hệ roller phải đặt theo hai phương. Được chưa? Để nó uốn cây thép thẳng theo hai phương. Dạ đấy, bánh gì cái con ngủ qua đây đấy. Nhưng mà thay vì là có một cái mặt cảm ứng điện ở trước mặt để chạm vào thì bây giờ toàn bộ cái hệ cái dây cắt này sẽ được kiểm soát bởi một cái bảng điện ở đây, trong này sẽ có một con chip máy tính nào đấy và người ta sẽ vẽ những cái hình, vẽ những cái ví dụ chỗ này là người ta đang uốn thép đai, người ta sẽ vẽ cái hình, người ta sẽ cài đặt cái hình, mình gọi là cài đặt thì đúng hơn, setup, người ta sẽ cài đặt tất cả những cái thông số về cái khung thép đai mà người ta muốn cắt, sau đó nhập vào cái máy đấy nhá. Tất cả cái này nó điều khiển từ trông nó thô sơ này thôi, tất cả điều khiển không có chip cả, chờ người ta bật máy thôi, còn người ta cắt ra cái sản phẩm cuối cùng. Đấy, cái máy thực tế đấy. Đây các bạn nhìn cấu tạo của nó đây. Mô tả rất nhanh này, đúng không? Toàn bộ cái số 2 là cylinder,
cylinder Dutch, nó là một cái ống trục đấy, các bạn vừa nhìn thấy, nó chia làm hai phần, đúng không? Bên trong là có các cái roller number 4, và cuối cùng sẽ kéo được cái pulley, pulley là cái dòng dọc, các bạn nhé. Đấy, được chưa? Hai cái này nó kéo qua, thế thì chạy qua cái hệ roller and pulley ở đây, thì toàn bộ cây thép đã được nắn thẳng, được vệ sinh, vân vân. Đó. Thế còn những cái máy nguyên bản ngày trước ấy, number 1 là phần riva cần cắt đây này, thì ghép cái khoảng cách, the gap among the blade number 5 and obstructor number 6 is our required length. Thì cái khoảng từ lưỡi cắt số 5 và cái bảng mạch số 6 chính là cái khoảng thép chúng ta cần cắt. Đó, cái máy nguyên bản là như vậy. Thế thì khi cái thanh thép số 1, number 1 here, riva number 1 here, touch the obstructor, đấy, nó chạm đây. You got a closed circuit, thì chúng ta sẽ có một cái mạch đóng, mạch điện đóng, đúng không? And when that closed circuit active, then blade is executed, right? It's actively run and it cut our rebar into smaller piece. Đấy. Thế thì khi mà cái mạch điện này nó đóng vào thì lưỡi số 5 làm sao lưỡi cắt số 5 nó hoạt động, nó đóng dập xuống cái cắt ra chúng ta được cái khoảng cốt thép cần thiết. Và hình dung cho đúng chưa? Thì ngày xưa cái máy nguyên bản, cái nguyên lý vận hành cơ bản là thế. Thì bây giờ toàn bộ cái mạch đóng này người ta không còn vận hành qua cây thép nữa. Toàn bộ cái number 7, number 7 here, số 7 ở đây sẽ là được hoạt động bởi một cái hệ thống máy điện tử, đúng không? Đấy, các bạn thấy cái sự khác nhau thế nhé. Bending machine, cái này thì là cái loại máy ở trong nhà, là máy dập khung ở trong nhà máy thôi. You got a machine base here, bạn sẽ có một cái bệ máy ở đây. Right? And our steel net will be put onto this bay. Right, look at this. Number 2 is bending platform. It is executed by the system piston, or you call it the hydraulic jack. Toàn bộ cái bàn ép số 2 sẽ được hoạt động bởi các cái piston thủy lực. Đúng không? Và các bạn nhìn rõ trên hình đúng không? Khi cái piston này hoạt động, it pushes the net into the base shape. Đấy, thì tất cả những piston này khi nó đẩy ra, nó sẽ ép, nó sẽ cuốn cái lưới thép của các bạn theo cái hình dáng của cái bệ máy ở đây. Đấy, đúng không? Bạn nhìn thấy không ạ? Số 4 này nó đẩy hết ra đây, đúng không? Thì cái phần phía trên này sẽ giữ cái khung của thép của các bạn lại. Đúng không ạ? Cái phần gập vào nó đẩy, đẩy thì nó sẽ ép được cái thép của các bạn thành cái khung. Nhá, cái này thì chỉ cho trong nhà máy sản xuất thôi. Nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn thôi. Rồi thì trước khi sang cái phần, trước khi đi vào cái phần nối cốt thép thì thầy sẽ cho các bạn xem một số cái video về cái công tác gia công thép, một số công tác gia công thép ngoài hiện trường. Hiện nay đang sử dụng. Các bạn đi thực tập, đợt dịch này các bạn không thực tập công nhân được nhỉ? Chưa ạ. Nói chung là cái giai đoạn dịch này các bạn cũng bị thiệt rất là nhiều. Thực tập online thì thầy nghĩ rằng là các bạn cũng chả học được cái gì đâu. Hơi buồn là như vậy. Lợi thế của các em khi học online đó là da trắng giáng sinh, đúng không ạ? Không bao giờ bị ảnh hưởng thời tiết. Nhưng mà cái thiệt của các em đó là mình lại không thiếu cái sự cọ sát. Đây các bạn nhìn nhá. Đây là cái bãi gia công thép này. Đấy, ngoài cái cắt thép như này đây. Lưu ý nha, thầy nhắc rồi, toàn bộ cái phần gia công thép là có thi đấy. Và về thầy yêu cầu nó rất đơn giản, thầy các bạn phải tự đọc cho tôi. Đấy, các bạn nhìn dưới này, ở dưới này có cái thanh cữ này, đúng không? Đấy, trong phần tài liệu đã gửi các bạn nói rất rõ ràng rồi. Người ta sẽ không bao giờ người ta cầm thước, người ta đi đo cả. Khi cắt thép người ta sẽ có một cái thanh mẫu, hoặc là người ta sẽ kéo thép theo những cái cữ ở dưới đất đã có sẵn. Đấy, đúng chưa? Cứ kéo những cái đoạn thép đến đúng cái cữ cần thiết thì hoạt động cho cái máy. Đây, cái lưỡi cắt này là bằng lưỡi gang đây, nó dập một cái thì chúng ta được cái đoạn thép cần thiết. Đó. Có hai ông nhá, một ông điều khiển máy, một ông cũng đứng ở đầu xa kia kéo thép. Thank you.
những hôm mà đợt giai đoạn mà thời tiết nóng như thế này là 5 giờ sáng là thợ đã phải làm rồi, người ta sẽ làm đâu đó khoảng 9-10 giờ thì người ta nghỉ trưa. Đấy là chiều thì sẽ làm khoảng 4 giờ chiều, làm khoảng 8-9 giờ đêm. Thế tối thiểu là sẽ phải làm đủ ca là 8 tiếng một ngày. Thường xây dựng các bạn nói thế thì chúng ta làm 10 tiếng. Đấy bạn nhìn thấy không? Đầu này công ty cốt rất xa, đúng không? Đấy thợ người ta sẽ kéo ra. Đây là đúng cái dạng cần thiết. Bên cạnh là cái máy uốn này. Trên này là những cái bản vẽ shop này. Đấy, người ta hay vứt ở đây này. Nhìn thấy chỗ ôn chuột phải chỉ ạ. Đúng không? Đây đây là cái bản uốn này. Cái bản uốn này. Đấy, cái bản vẽ shop có từ đây này. Đấy. Thép gia công, thép thành phần này. Đây là cái bãi tập kết đúng không? Thép này thép đã cắt rồi này. Chỗ này thép chưa cắt này. Đúng chưa? Và để đánh dấu thép có các đường kính khác nhau thì người ta sẽ dùng những cái sơn. Đấy, người ta đánh vào cái đầu cây thép đây này. Đấy, vừa để kiểm đếm, vừa để phân biệt các loại đường kính khác nhau. Đúng không? Đây là cái bản uốn của thép. Đó, các bạn nhìn giúp tôi nha, đây là cái bản uốn nha. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Đây này các bạn hình dung này, đấy, trên này người ta vạch những cái mết này, đấy, cứ cầm thép này, đặt thép đúng theo những cái vạch này. Mình hiểu không? Ông bao giờ ông thợ cả, ông sẽ làm mẫu, ông đo chắc xong vạch hết lên đây này. Thợ người ta sẽ đặt đúng cái cữ ở đây thôi, đưa vào máy, muốn. Được chưa? Đây đây chính là những cái cây thép mà các bạn đã thiết kế, các bạn đang vẽ trong đồ án bê tông 1 của các em đấy, đúng không? Thấy việc nhẹ lương cao không ạ? Rồi đây chính là các bạn nhìn này. Đây chính là cái con kê bằng thép nhé. Đấy, con kê bằng thép ở ngoài hiện trường thì hay gọi là cái chân chó. Dạ, nhiều ngông người ta gọi như thế. Và cái phần gọi là steel hook up ấy, cái phần thép móc ở trong các bạn nhìn thấy khi các bạn vẽ cái ván khuôn cột mà có cái móc thép lên xong người ta cài cái thanh gỗ vào ấy, đấy nó cũng chính là những cái móc này này, đấy còn nhìn thấy chưa, đấy. Em biết rồi. Đúng rồi, tôi nghe. Tại sao người ta bẻ hai đầu mà không bẻ giống nhau ạ? À? Một đầu thì nó bẻ cong và một cái để bẻ vuông nhỉ? Bẻ hai đầu về hai hướng như thế này thì thép mới đứng được chứ em. Em bẻ về cùng một phía thì chỉ cần một cái va động nhỏ nó sẽ bị nghiêng, nó sẽ bị đổ ngay. Không, không ý em là sao hai đầu bẻ nó khác nhau ấy? Hai đầu bẻ hai đầu nào? Quên đấy, có cái, ở cái đoạn trước là một cái nó bẻ cong tít vào xong, cái nó chỉ bẻ hình vuông đó. À, cái ý bạn là cái của video trước đúng không ạ? Vâng. Em nói là cái thép trước là tại sao một đầu là bẻ uốn móc ngược 180 độ mà một đầu chỉ uốn 90 độ thôi đúng không ạ? Vâng. À, cái này chính là do bản vẽ kết cấu của em, các em bẻ móc thép như thế nào thì người ta sẽ phải bẻ y hệt như thế thôi. Chính là trong cái đồ án bê tông 1 của các em đấy. Nên là trong đồ án bê tông 1 các em có thể vẽ cái dầm như này này, cái sàn như này này. Đúng không? Đấy, về thầy lấy ví dụ nhá. Đây là cái dầm sàn của em này. Bây giờ em vẽ thiết kế này, cái chỗ này thép là chỗ này chữ momentum đúng không? Đúng không ạ? Vị trí của cái dầm đây, chỗ này trên này chữ momentum đúng không? Em hình dung nhá, thì bây giờ thép của em này nếu em để một thanh nó phi xuyên qua đây này. Đấy, nó có rất nhiều lý do. Một là em vẽ một thanh xuyên qua như thế này. Thì cái chỗ này em không cần uốn móc cũng được. Đúng không? Và các em hay lấy cái khoảng này bằng 30D này. Đúng thế không ạ?
Ừ, thế nhưng bây giờ có một số trường hợp khác người ta không muốn để thép phi qua cái nút này. Đấy, người ta lại vẽ cái thép như thế này chẳng hạn này. Thế này người ta uốn xuống này. Đúng chưa? Và xong cái đầu này các bạn, một số bạn ấy vẽ cái đầu này móc ngược 180 độ vào đây này. Đúng không? Em bảo cái em uốn 180 độ này để em neo. Neo có thép. Đấy, còn chỗ này thì em phải uốn ra 490 độ để em làm sao em neo ngược vào trong dầm. Thế về khi em đã vẽ một cái cây thép như thế này rồi thì rõ ràng đến ra thực tế người ta cũng phải uốn cái cây thép ra như này cho đúng đúng cái bản vẽ thôi. Không, em toàn bẻ hai bên đều là 180 luôn. À, nghĩa là bây giờ thầy lại bảo với em nhé, nếu như chỗ này, nếu cho em vẽ 180 độ nào, quay lại chính là cái góc nhà của bạn Lâm đây này. Đấy, 180 độ em để em nhìn lúc thầy vừa giải thích cho các em rồi, cái trong chỗ này nó có thể có rất nhiều thép. Em để 180 độ tự nhiên em làm cái mật độ thép ở đúng cái chỗ thầy khoanh như này. Nó tăng lên rất là nhiều. Em xét về mặt kết cấu em nghĩ rằng à cái chỗ này nó như cái móc neo, em thả cái neo ở đây nó sẽ giữ tốt, nhưng đến thực tế thì công em đặt đây không không còn khoảng không em đặt thép nữa. Bởi vì đây nhá, đây là một phương của em này. Phương này cứ giả sử gọi là phương dầm thép thép trong sàn đi, đúng không? Nhưng sau đấy đến cái vị trí, một cái vị trí nào khác nó sẽ còn một cái thanh thép của dầm chính nó chạy qua đúng cái vị trí này nữa này. Còn bạn lúc đấy bạn lại cũng neo ngược nó có một con thép nữa này. Xong thép dầm phụ này, thép dầm phụ thầy dùng cái màu màu đỏ xanh rồi dùng màu vàng đi. Đấy. Đây, chỗ này lại có một cái thép dầm chính nó chạy như này này. Đấy, giả sử cái dầm này của em chạy cũng một cái thép dầm nó chạy qua này. Xong lại bây giờ lấy màu nâu này, nâu hoặc tím đi, lấy màu tím này, thép cột chạy lên nữa này. Nào em nhìn thấy nếu chỗ này em muốn 180 độ tự nhiên cái mật độ thép chỗ này nó tăng lên kinh khủng chưa? Đúng không? Bạn bạn mình đang nhìn tên bạn Lan đúng không? Lan nhìn thấy chưa? Em nhìn thấy đúng cái nốt mà thầy khoanh như này. Con này không đặt được thép ấy chứ. Đúng chưa? Lan hình dung ra chưa? Được rồi Ở ạ. đây mà thầy mới chỉ vẽ ví dụ một cây thôi. Thế các em nhiều khi các em cứ sợ là cột gãy cột đổ, em tính toán nó dày thép lên ngay thì chỗ này ví dụ như là ba cây thép cột chạy qua đây chẳng hạn là méo mồm. Đúng không? Mà mẹ em cứ hình dung thầy chỉ lấy đơn thuần là em dùng thép phi 12 thôi. Chỗ này 1 2 3 4 cây thép chạy qua 4 lần phi 12 ra bao nhiêu? 48 mm. Kê lên nhau cái tròn là 5 phân rồi. Cái sàn của em có 8 phần, riêng một lớp thép là 5 phần. Thấy không đặt được thép được. Đúng chưa? Đấy. Chứ đừng nói là làm được thép hai lớp như các em thiết kế ở trong đồ án bê tông 1 nhé. Đấy. Mà thầy mới chỉ dám dùng thép phi 12. Ok chưa? Lan lan hình dung ra chưa? Thế nên khi các bạn trải nghiệm thực tế rồi các bạn thấy là đến lúc nó làm nó ít khi nó quấn móc lắm các bạn. Ông chỉ muốn đặt thẳng thôi, công thích thép của G không đặt thẳng cho tôi. Xong đáng lẽ là 30D công đặt thẳng thành 40D để cho nó neo cốt thép giữ hơi tốt hơn. Đấy, nên nhiều khi các thầy đi giám sát các thầy đo các khoảng trống thép thầy có cầm thước đo đâu, thì úp gang tay ra đo, các hai gang tay rưỡi là ổn. 40D. Được chưa? Được chưa Lan? Được chết rồi lại chạy đi. Ừ mày cứ tưởng đang nghe giờ đi ăn sáng luôn. Đó. Đấy, như vậy các bạn thấy thấy đúng không? Như một cái dây chuyền sản xuất. Cứ một ông cắt thép, một ông nhuộm thép đúng không? Sau đó cán bộ đi đếm. Đấy, cán bộ đi đếm từng cây này thép này trước này, xong lại đi đếm bằng từng cây đằng sau này, làm như thế từ sáng đến chiều hết ngày. Cũng giải thích cho các bạn một lý do tại sao mà lương thợ chỉ 5 đến 6 triệu một tháng, đúng không? Lương cán bộ cũng 7 đến 8 triệu một tháng thôi, cả ngày thì nếu mà đơn thuần thì gặp khi gặp lại công tác này. Đúng kế hoạch là đáng lẽ là trước cái kỳ này là các bạn đi thực tập công nhân nhỉ, đúng 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 thế không ạ?
Nhưng mà do năm nay là chúng ta không có nghỉ hè nên là các bạn đang bị skip, đang bị bỏ qua cái môn thực tập công nhân đúng không? Đã ra thực tập công nhân từ năm ngoái. Từ năm ngoái. Ừ, thế thì các Năm bạn năm học rồi. là kết thúc kỳ trước đấy đúng Vẫn là kỳ trước mà. không? Thế thế các bạn đã đăng ký môn đấy chưa, hay là lịch của bên khoa các bạn nói là sẽ tạm hoãn? Trường Có không nói sẵn gì lịch cả. rồi. Vẫn đâu nó tự xếp sẵn trong lịch. Có nghĩa là các bạn đã có lịch chưa ạ? Hay là thầy đang hỏi đấy, là đã có lịch đi thực tập chưa, hay là cũng thông Chưa báo là thực tập online? Thầy thấy là khoa xây dựng là cái phần thực tập cán bộ kỹ thuật ấy, thực tập tốt nghiệp ấy nhá, cái thực tập cuối cùng trước khi làm đồ án tốt nghiệp ấy, thì hiện nay bên khoa của khoa xây dựng là đã có một cái thông báo thực tập online rồi. Thì thật ra thầy cũng chưa hình dung ra thực tập online thì sinh viên sẽ học được cái gì nữa đấy. Nhưng ví dụ như các em đi thực tập công nhân mà thầy cho thực tập online thì chắc là thầy ngồi thì cho các em xem cái video này, xong các em bắt em ngồi phân tích video thôi. Như thế thì cái điểm quan trọng nhất là muốn cho các em ra để ngửi mùi vữa xi măng, em các em không được ngửi thì chịu thôi đúng không? Thì thi công hay lắm các bạn, đi đi ra thực tế có một cái từ rất hay là từ ngửi, có những cái mùi gọi là mùi của xây dựng mà không lẫn đi đâu cả. Cái này thì buộc các bạn phải ra hiện trường thì các bạn mới có cái cảm nhận đấy được. Các bạn có thử việc thử nhé, hỏi Lan này, Lan chủ đầu tư này, chủ đầu tư lớn của 63 KTE này, em có nhận xét gì khi em thấy người thợ tiến hành chát cái bức tường như thế này? Em nhìn thấy những gì ở đây nào, và theo em có những cái điểm gì cần lưu ý ở đây? Giả sử đây là một trong số những căn nhà của mình à, đâu rồi Lan đâu? Dạ. Ừ, giả sử đây là một Em trong thấy số đang những nhà của em nhé. Ừ, em nhìn thấy những gì ở đây? em thấy chat như này thì là chưa phẳng ạ. Ừ, rồi ok, chưa phải gì nữa. Trông nó vẫn còn xấu lắm ạ. Ừ. Còn gì nữa ngoài vấn đề xấu đẹp ra? Đấy, đây là một điển hình của các bạn vừa thấy là phụ nữ chọn bạn trai như thế nào nhé. Đôi khi là chưa nhìn thấy vấn đề kỹ thuật, cái thứ xấu đẹp đầu tiên đã đúng không? Nên về bản chất của giống loài rồi. Là em so sánh hai cái mảng chat đi. Đây này em nhìn này, mảng bên trái và mảng bên phải có gì khác nhau? Bên Đây phải cho là đẹp có ba ạ. mảng. Ừ rồi đấy, có ba mảng, một này, mảng hai này, mảng ba này, đúng chưa? Có cái gì khác nhau ở đây? Cái bản thứ ba là chắc là hoàn thiện rồi ạ. Là Bạn hoàn thiện biết rồi cái này. Ừ, rồi sang nữa. bản thứ Các bạn hai khác có ý kiến thì cứ nói thoải mái nhá. Ừ, mảng hai là đang thi công biết rồi, chưa làm gì ạ. một chưa làm gì, đồng ý. Đấy là cái sơ bộ mới nhất là nhìn đã đúng không? Cái thứ hai này, đây những cái chỗ này nhân, nếu như bây giờ thầy bày cho các em cái cách thầy nhìn nhá. Điểm đầu tiên thầy nhìn là thầy nhìn thấy mảng số 1, mảng chưa chát. Bao giờ trên hiện trường sẽ có những cái vùng là chưa thi công, đang thi công và đã thi công. Thế thì nếu nhìn cái mảng chưa chát thì thầy sẽ thấy trước đó người ta đang làm những công việc gì ở đây. Ổn điện. Đấy, chúng ta sẽ nhìn này, đây này, đây này, một này, hai này, ba này, đúng chưa? Nhìn tổng thể này, nhìn từ trên xuống này. Đấy. Sau đó nhìn vào một, hai, ba cái vị trí thầy quanh này. Chúng ta có nhận xét gì ạ? Nhìn tổng thể từ trên xuống để đánh giá cái gì các em? Đánh giá xem khối xây này như thế nào, xây có ổn không, có bị lồi lõm không. Rồi nhìn những cái mảnh vữa ở đây này, bạn sẽ nhìn thấy giữa các viên gạch nó sẽ có cái mảnh vữa này. Đấy, mảnh vữa có đều không, có chỗ nào thòi ra thụt vào không. Mấy cái mình dung nhé, giống như là em đổ bê tông cái cột, cái vách ở đây này. Nếu các bạn xây không phẳng, nếu bạn đổ bê tông không phẳng thì sau này toàn bộ cái tường của bạn đã hình dung như là nó bị vồng lên, về thẩm mỹ nó rất là xấu. Cái thứ hai nhìn tiếp này, đấy, trước khi tiến hành chát là người ta phải đục, người ta làm những điện nước, làm những cái đường điện nước, người ta phải đặt vào đây những cái thiết bị điện, các bạn nhớ nhé. Đấy,
Thế còn bạn chát rồi xong bạn đục lên thì khác khỉ gì là bạn đổ đường rất rất phẳng, rất đẹp, xong lại anh lại đào đường lên để làm đường ống cống, đúng không? Mà các bạn cứ suốt ngày đọc báo rồi đôi khi một số anh là bức xúc quá là còn chửi ổng lên đấy, đúng không? Là bảo lúc đào đường lên thì không thi công một loạt hết các thứ đi, cứ đổ bê tông làm phẳng hết các thứ rồi lại đào ngược lên để mặt đường ống tiếp, lại đặt đường điện tiếp. Không, đường suốt ngày là chỉ đào lên xong lại đắp xuống. Đấy, xây nhà cũng thế thôi, đúng không? Thì nghĩa là cái đường điện nước này phải đặt trước. Đúng không ạ? Đấy là những cái mà tôi nhìn. Thế xong mảng này lại nhìn ra cái mảng đang thi công này. Đấy, đúng không ạ? Thì như bạn Lan vừa nói đúng không? Bạn bảo là chỗ này người ta xoa chưa phẳng. Thì có thể tại vì người ta xoa sau. Đúng không? Đấy. Nó phải so sánh này, tại sao chỗ này người ta không chát nốt cả cái đoạn chữ XC này đi, người ta lại phải chia thành cái đợt chát điểm gì đây là đấy, tại sao không chát một lượt ra hết sạch như cái mảng vừa thi công này này, à, đã thi công này này. Và các bạn nào bạn tinh ý bạn nhìn này, đúng cái vị trí này này, bạn có thấy là cái phần vữa nó không được phẳng không đấy, và sau này người ta gọi cái này là bavia này, cái phần gạch chéo này này, ở ngoài hiện trường người ta gọi là cái bavia đấy. Đấy. Tôi muốn khử cái bao viên này làm đấy, thì sau này có thể là người ta sơn vào thì mà kiểm soát độ ẩm tốt thì sẽ giấu được cái bao viên này đi đấy. Nhưng mà tại sao chỗ này bắt buộc người ta lại phải chia thành đợt chát đấy, chị chủ nhà thôi, chị Lan chủ nhà thôi, chị Lan chủ nhà mà sau này chị bắt thợ người ta chát một loạt từ trên xuống đầy đủ hết luôn, đảm bảo nhà của chị toang này, ai giải thích Em được. nghĩ là nếu mà chát cùng cả mảng từ một lúc thì ở dưới nó khô, không ở trên vẫn ngất, thì cái lúc mà mình gọi là đánh bóng ạ, cái Ừ, làm rồi. mịn hơn thì nó sẽ khó hơn nhá. À, tại sao lại ở dưới khô ở trên ướt ạ? Cái này khá hay. Thì Tại sao ý lại là cảm cái giác được? thời gian làm cả một mảng tường tất cả thì sẽ lâu hơn thay vì chia đôi ra làm một nửa một nhỉ. À đấy, theo em là chia đôi ra làm thì nhanh hơn. Của khối lượng như nhau mà. À Đúng không, không? Cả ý em mảng là tường này khối lượng vẫn như nhau mà, đúng không? không, ý em là nếu mà chia ra một nửa thì cái chất lượng nhà chát ở dưới xong người ta sẽ làm phẳng khi cái bê tông cái vữa nó vẫn còn ẩm nhỉ. Nếu mà trong cái thời gian đấy mà chát luôn cả bên trên thì ở dưới nó khô mất, Ừ, thì có vấn đề gì đâu. Làm trước thì khô khô trước thì nhưng mà có gì đâu. nếu mà khô thì làm rất là khó để làm phẳng hơn nhỉ. Và thế thì lúc người ta làm ở dưới người ta làm phẳng hết luôn đi này. Câu chuyện ở đây là tại sao đây này, quá trình người ta làm này, nếu mà em làm từ trên xuống này, đấy, em cứ chia một cái mảng này em làm từ trên xuống đi đúng không? Đấy, xong làm lần lượt từ trên xuống này. Chắc chắn khi chát thì người ta sẽ chát từ trên xuống, các bạn biết tại sao ạ? Để cho cái vữa nó rơi xuống như thế này này. Đấy, thì đến giai đoạn dưới là chưa chát đúng không? Chát về sau là nó sẽ không bị bụi. Đó, nó sẽ không bị gọi là khuyết tật đấy. Chứ còn bạn chát ở dưới phẳng xong bạn chát lên trên thì rõ ràng ở trên vữa nó rơi xuống đúng không? Nó lại bám, nó dính đầy nên nó bị bẩn mất. Trong công tác hoàn thiện nhé, bao giờ người ta gọi là làm từ trên xuống. Sơn cũng sơn từ trên xuống, đúng không? Chứ bạn sơn ở dưới nó phẳng, nó đẹp các thứ, xong bạn sơn ở trên thì nó lại dây, nó bẩn xuống. Nhất là ông nào sơn trang trí lại sơn nhiều màu chẳng hạn. Đấy, sơn từ dưới lên là chết đòn ngay. Thôi nha, giải thích luôn cho đỡ tốn thời gian nhé. Cái này bạn buộc phải chia thành hai đợt chát, giống như xây tường cũng vậy nhé. Xây tường bạn bao giờ cũng phải chia đôi ra làm hai đợt xây và làm trong 2 ngày, không bao giờ làm trong 1 ngày. Đó. Tường này, khi bạn xây cái đợt ở dưới này, chát xây ở dưới nó có 2 lý do. Thứ nhất là cái chiều cao của người thợ có hạn. Bạn nhìn đây này, đây đặt xây đến đây là nếu là thầy không đồng ý cho làm cao này đâu, thầy cho làm khoảng đây đấy, khoảng tầm này thế này, khoảng 1,5 mét đây này. Với khi các bạn bị với cao lên, các bạn làm tư thế làm việc với cao lên, bạn có đảm bảo bạn làm dễ dàng, bạn có đảm bảo làm đủ chất lượng không? Có hay không? Khẳng định không? Đúng không? Đấy, chỗ này nhà chị Lan là chị dễ tính đấy, nên là chị quan tâm đến tiến độ hơn đấy, nên là chị đã cho làm cái loe một tí đấy. Thế nhà thầy thầy không cho làm được. Thế để hôm sau này khi xong hết, người ta gọi là đợt nhé các bạn nhé. Đấy, phân theo chiều cao người ta gọi là phân công tác theo đợt. Thế thì khi làm hết cái đợt một này này, hôm sau người ta sẽ bắc giáo, bạn nhìn thấy ông giáo để sẵn ở trong góc này. Nếu bạn ta bắc giáo người ta đứng lên giáo người ta thi công đợt hai. Đúng không? Thì tất cả vẫn làm trong cái tầm hoạt động, tầm với cái tầm chiều cao của người thợ, người ta chỉ ngồi xổm người ta làm. Đúng thế không ạ?
Đấy, thế cái đầu tiên là về tư thế làm việc, đảm bảo chất lượng hơn. Cái thứ hai này, đó là về cường độ của vật liệu. Đấy, bạn xây gạch này, lấy ví dụ xây gạch là các bạn dễ hình dung ra ngay này. Khi các bạn xây cao lên thì nó có tải trọng ở trên truyền xuống không? Có không ạ? Chắc chắn có. Thế mà cái vữa liên kết các viên gạch nó chưa đủ cứng, anh lại chất tải rất nhiều lên thì chuyện gì xảy ra? Nó bị trượt. Trượt là bạn nói nhẹ, nói đúng ra là cả cái mảng tường này nó sập. Vữa cũng vậy các em ạ. Người ta phải làm phần bên dưới chứ. Đấy, như thầy vừa nói, thợ đang đứng ở dưới làm ở dưới trước, xong sau một hôm phần giữa này nó liên kết, nó dính chắc rồi tôi mới làm phần tiếp theo. Đấy, để đảm bảo cường độ. Và cái phần vữa hôm trước, phần vữa hôm sau, có cái phần nó khô rồi, phần sau ướt, thì nó sẽ dẫn đến là cái hiện tượng này không đồng màu này, nhìn nó giống như cái vây cá, nó bị bợt thôi. Đấy, thì sau này người ta có thể điều chỉnh bằng cách là người ta dùng thêm xi, người ta căn chỉnh độ ẩm, người ta chám thêm vào, sau này người ta quét sơn. Đó, thì quét sơn sẽ quét một ngày từ trên xuống dưới. Sơn thì không cần chia thành đợt các em nhé, nhưng mà xây với chát thì phải chia đợt ra để làm. Thế nên khi các bạn lập tiến độ sau này phải rất lưu ý. Nhiều người xây tường mà lại cứ để một ngày xây các thầy gạch ngay, mặc dù là về khối lượng có thể ít, nhưng về mặt kỹ thuật là buộc bạn phải chia nó ra làm hai đợt, chứ không sập ngay lập tức. Đấy, chat cũng thế nhá. Được chưa? Đấy, nhìn một cái này là đấy là những cái mình đánh giá đấy. Bên trong này đang rõ ván khuôn đây này. Đấy. Rồi, ván khuôn này đấy. Đấy, đây cũng chat này, đúng không? Thì trong quá trình dỡ ván này các bạn nhìn thấy sẽ có rất nhiều cái vị trí mà không làm ván khuôn được, nó phức tạp quá. Hoặc là trong quá trình tháo ván thì nó bị mẻ, thì đây người thợ người ta sẽ phải chát, người ta gọi là xử lý ấy. Xử lý về mặt đấy. Bao giờ người ta có cái này gọi là cái dây lèo nhá. Đây, này. Đây cái dây lèo này. Đấy, người ta căng ra để người ta đảm bảo rằng sau này cái phần chát này là nó phủ. Người ta phải so sánh với cái dây lèo này. Đấy, nhìn thấy không? Đấy, đây có cái thước này, thước cán này. Bên dưới này gọi là cái thước cán này. Người ta đặt lên. Đấy. Riêng đồ án thì chỉ cần hỏi các bạn đọc đúng tên của cái dụng cụ này chắc là cũng đủ để các bạn sợ rồi. Cái này các bạn phải va vào đây, cứ làm bình thường đúng không? Đang leo đây. Xây gạch thì nó phải xây những cái viên mốc đầu tiên, sẽ có một số cái vị trí viên mốc đây, ở trong góc này, góc này. Đấy, xây mốc này. Nếu người ta sẽ xây một cái viên ở giữa cái cột trước. Đây, người ta sẽ xây một cái viên ở giữa này trước. Đây, ở đây chính là cái hộp kỹ thuật đây này. Cái phần này là cái hộp kỹ thuật đây. Người ta xây gạch thì người ta che cái hộp kỹ thuật này. Các bạn nhìn thấy chưa? Sau khi xây viên gạch này, người ta mới lên lèo này. Đấy, người ta cái dây này có dây lèo, người ta gọi là lên lèo này. Chả căng qua đây. Đấy. Mà khi căng lèo tuyệt đối phải nhớ này, dây lèo bao giờ nó phải
bám vào viên gạch này. Đây gọi là dây leo ngang này. Và dây leo ngang này tuyệt đối là không được vòng qua dây leo đứng. Đấy, đây là dây leo đứng này. Cái dây leo ngang này mà bạn lại vòng ra ngoài như thế này là vứt đi rồi. Tại vì khi bạn kéo căng nó sẽ làm lệch cái leo đứng. Mà leo đứng bị lệch thì anh không thể nào mà căng thẳng đứng được nữa. Đấy, phải rất nhớ cái điều đấy. Đặt vào viên gạch thôi, đúng không? Không được chạm vào leo đứng. Khi có cái dây leo theo phương ngang không đứng được rồi, người ta chỉ xây bám theo dây đâu. Cứ làm đi, cứ sang trường bê tông thầy sẽ cho xem lại và thầy cứ làm bình thường này, anh quay anh lấy tư liệu nhá, cứ làm đi. Đấy, còn đây lúc người ta tháo tháo bên ngoài này. Anh quay cảnh tháo giáo anh còn thuyết trình. Đây là những cái mà sinh viên khoa kinh tế không bao giờ phải đi nhá. Các bạn khoa kinh tế không bao giờ phải đi gặp thợ ở những cái giai đoạn này. Đây không phải việc của các bạn. Cái của các bạn làm là phải kiểm soát xem có bao nhiêu thanh áo đi. Để ra tiền. Thuê trong bao lâu. Bao nhiêu thanh. Còn việc đứng để đảm bảo thợ an toàn này việc của tôi. Việc với anh khoa xây dựng. Thì khi người ta làm hoàn thiện cái hệ thống này, tôi treo lên trên này để kiểm tra xem nó đúng hay sai là việc của anh khoa xây dựng. Được chưa? Khoa kinh tế không bao giờ phải xuất hiện như thế này. Mừng quá. Được. Lúc nào dễ chết thì khoa xây dựng. Khoa kinh tế là chỉ ngồi điều hòa máy lạnh đúng không? Ngồi đếm thôi. Xong nếu anh xây dựng mà thấy thiếu lại phải gọi sang cho mấy anh kinh tế xin cấp tiền vật tư. Đúng không em? Thật đấy ạ, trong quá trình làm giữa bây giờ giữa xi măng rớt ở đây rất là nhiều. Xây nhiều tầng như này sau thì thợ nó tháo bên ngoài chứ không có dần bên trong nhé. Cái đây thợ người ta tháo trong nhất nhìn hơi ghê. Nhà lan nhé. Nhà lan tháo biết. Rồi, mời các bạn nghỉ giải lao. Khoảng 10 phút nữa chúng ta sẽ quay lại và chúng ta sẽ nói với nhau về phần nối cốt thép. Mời các bạn nhìn thấy nào. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì cứ viết lên phong chat nhé. Lúc thầy vào thầy sẽ giải đáp.
reform. That's not what I was thinking. Wait, yes! A rip-off! Yes! What is a rip-off? A rip-off is a little game that we like to play to see who's better. Mm-hmm. We start with a topic, let's say party songs. Nice. Yeah, and then we lay down a beat. Oh yeah, bring it, fellas! Oh, go, ladies! Coming back, guys. Good enough? Good enough? Are you with me? Các bạn nghe rõ không ạ? All right, thank you guys. Let's come into the next part of the chapter. Splicing steel wire. Phần tiếp theo trong chương này là kỹ thuật nối cốt thép. All right. First one, we're moving on. Typing method. Các bạn nhớ giúp tôi nha. Typing method là phương pháp nối buộc. All right. So, just some brief requirement, right? And you see that in the at the description here, there are two steel bars, there are two rebar should be put overlap together. Yeah, để nối cốt thép bằng phương pháp buộc thì cái điều đầu tiên là hai cây thép sẽ làm sao đặt chồng lên nhau, overlap và chồng lên nhau, right? And you're gonna use a steel wire 1 millimeter in diameter, right? Cái này ở ngoài trường các bạn gọi là thép ly, yeah, thép ly. And you tie it at 3 points, 2 ends and 1 middle point. Các bạn sẽ buộc tại 3 điểm, 2 điểm đầu cuối và 1 điểm giữa. Còn nhớ giúp tôi nhé. Here's the drawings. Các bạn nên vẽ những cái hình này vào bài thi. And this one, most important one. Look at this. Right? You should maintain this connection. Avoid shaking during construction because they say that this joint only works after concrete meets its design strength. Đó, thì cái điểm này cái điểm rất quan trọng, các bạn nhớ giúp tôi nhé. Lý do tại sao người ta yêu cầu phải duy trì mối nối giữ yên nó trong suốt quá trình thi công. Bạn nhớ giúp tôi, giữ yên có nghĩa là không tác động lực vào, không dẫm lên, không cầm thép kéo đi, không được đụng vào cái mối nối buộc này. Bởi vì đây, mối nối chỉ làm việc khi bê tông đạt cường độ thiết kế. Đấy lại nhá, cái ý này các bạn phải vô cùng cân nhắc, vô cùng ghi nhớ. Ok. So, you apply the typing for all rebar with diameter less than 16 mm. Thì các bạn luôn luôn có thể nhớ giúp tôi rằng mối nối buộc áp dụng cho thép có đường kính dưới 16 mm, được chưa? Có nghĩa là thép phi dưới 16 trở xuống anh nối hàn cũng được, anh nối buộc cũng được. Nhưng thép phi trên 16 thì người ta khuyến khích là không sử dụng phương pháp nối buộc. Rất tốt nhá. Right. Here's the technical requirements and this one is translated word by word from the TCVN 4453 1995. Thì tất cả cái phần yêu cầu kỹ thuật này này được dịch sát, dịch hoàn toàn bám theo tiêu chuẩn Việt Nam 4453-1995. Đấy, các bạn nhớ giúp tôi nhé, cái chỗ này thì không ăn bớt của tiêu chuẩn chữ nào cả. Dịch cho các bạn thôi nhé. Không được nối ở những điểm mà chịu lực tập trung lớn hoặc tồn tại lực uốn. Tồn tại moment uốn. Thứ hai, trên mỗi tiết diện. Đấy, trên mỗi tiết diện thì cái số điểm nối buộc không vượt quá 25% số lượng mối nối đối với thép tròn trơn và không quá 50% đối với trường hợp thép có gờ. Đấy, câu này phải nhớ nhé. Đó cũng chính là lý do tại sao các bạn thấy rằng trong bản vẽ thiết kế các bạn hay đặt cốt thép so le nhau là vì như vậy. Được chưa? Đó, các bạn khoa kinh tế thì các bạn không làm đồ án bê tông 2. Nhưng khi làm cái đồ án bê tông 2 thì các bạn phải thiết kế một cái khung bê tông cốt thép và nó có thép cột. Thế khi để cốt thép chờ ấy, các bạn sẽ thấy thép người ta để so le.
đấy, nó nhấp nhô với các khoảng cách chờ khác nhau, thì đây chính là lý do tại vì trong cái tiêu chuẩn Việt Nam về thi công người ta nói rằng là anh đặt một cái mặt cắt ngang bất kỳ vào, được chưa? Thì đối với thép tròn trơn thì số lượng mối nối không quá 25%. Đấy, và đối với thép có gờ thì số lượng mối nối không quá 50%. Số lượng cây thép đấy không quá 50%, cứ phải một cây cao với thấp, đúng không? Đó, thế thì khi các bạn đặt cốt thép vào, bạn đặt một cái mặt cắt vào, bạn nối thép vào, bạn sẽ thấy nha. Đấy, sẽ có những cái cây có điểm nối bên cạnh nó thì lại là một cái tiết diện không có điểm nối. Joint should be tied at 3 points, at least 3 points, đúng không? Đấy, nếu mà hai cây thép đặt với nhau thì nối tại tối thiểu 3 điểm, đúng chưa? Và khi nối cốt thép, bạn nhớ cho tôi, khi nối cốt thép mà trong cái vùng chịu kéo, đấy, thì bạn phải uốn gập lại. Đấy, bạn nhớ cho tôi nhá, được chưa? Chính là đặt cái neo cốt thép đấy, được chưa? Ngoài ra thì các bạn sẽ có cái khoảng nối chồng cốt thép cho trong bảng. Alright. Secondly, we mention the welding method. Welding method là gì ạ? Welding, weld là nối hàn. Các bạn nhớ giúp tôi nhé. Alright. The difference between welding and typing is they said that the connection joint shall work right after being welded. Đấy, khác với nối buộc thì ngay sau khi hàn, mối nối làm việc luôn. Các em phải nhớ giúp tôi nhé, hàn xong thì mối nối làm việc luôn, còn nếu nối buộc cốt thép thì phải chờ bê tông đông cứng hoặc bê tông đạt cường độ thì lúc này mới được coi rằng mối nối buộc làm việc. Cái điểm khác nhau. And compulsory welded for rebar with diameter larger than 16 mm, thì nối hàn là bắt buộc với thép có đường kính trên 16 mm. Alright, is it understood? So coming to the general principle of welding, you see here is a formula showing that we are turning electricity into temperatures. Các bạn có nhìn công thức này quen quen không ạ? Công thức này là tính nhiệt lượng tỏa ra khi anh có một cái dòng điện với cường độ xác định. Như vậy, nguyên lý của hàn là biến điện năng thành nhiệt năng. Right. So when you raise up the temperature, you are heating up the rebar. And in a very short moment, you put pressure onto your two rebars. Stick them together, alright? Connect them together. Có nghĩa là gì ạ? Trong một cái khoảnh khắc rất ngắn, anh đã nung nóng cây thép lên và anh dùng một cái lực anh ép chặt các cái cây thép lại với nhau. Đấy là cái nguyên lý chung. Ok. However, in the factory and on site, we got different method to weld. What you see here on 2.2.4, electrical arc welding method. This one is applied on site. Các bạn ghi chú cho thầy nhá. Cái phần electrical arc welding, cái này là phương pháp hàn hồ quang điện. Và đây là cái phương pháp hàn ngoài hiện trường. Ghi chú vào cho tôi nhá, hàn hồ quang, hàn ngoài hiện trường. Đó. Chưa? Các bạn có thể phân loại như thế. Hàn ngoài hiện trường. Nào, xong chưa? And two methods, spot welding and buttering welding, are applied in the factory. Hai cái phương pháp hàn tiếp điểm, spot welding là hàn tiếp điểm, buttering welding là hàn đối đầu, thì áp dụng trong nhà máy. Được chưa? Ghi chú vào rồi. Đấy, hai cái này là hàn trong nhà máy. Spot welding, meaning you let your rebar contact at only one point. Hàn tiếp điểm là gì ạ? Hai cây thép sẽ chỉ chạm với nhau tại một điểm, randomly, along the length of rebar. Hàn tại một điểm bất kỳ, dọc theo chiều dài cây thép. Alright? And this one, two rebar are eccentrically each other. Alright. Hai cây thép được đặt đối đầu nhau và đồng tâm.
Đó, các bạn hình dung ra chưa ạ? Thì đấy là cái điểm khác nhau giữa spot wearing và buttering welding method. Hàn tiếp điểm hàn đối đầu. Thế thì hai cái phương pháp này này, thầy giải thích rất nhanh cho các bạn rồi nhá. Đi thi các bạn phải vẽ tôi cái hình minh họa này. Hình này có dễ nhớ không? Đọc chưa? Lâm Lâm đã đọc bài trước chưa? Theo em hình này dễ nhớ hay khó nhớ? Thấy cũng bình thường á. Ừ, quá dễ đúng không ạ? Nếu các bạn nhìn rõ cái nguyên lý các bạn thấy không hề khó khăn một tí nào. Đây sẽ giải thích rất nhanh cho các em nhé. 380 volt is the industrial voltage of electric power. Thì đây là cái dòng điện công nghiệp này, 380 volt này. This electrical line should be lower to 3 to 9 voltage by using the transformer. This one, the transformer. Đây chính là cái máy biến áp của các bạn. Hạ điện áp từ 380 volt xuống một cái dòng điện áp nhỏ hơn từ 3 đến 9 volt. Did you use this line? What? You let this line run through your rebar. Bạn sẽ để hai cái dòng điện này, dòng điện điện áp thấp này chạy qua cây thép của bạn. So, you cross the rebar and then put them together by two electrical poles. Bạn đặt hai cây thép của bạn chéo lên nhau và ép chúng lại bởi hai điện cực. Có đúng thế chưa? Đây các bạn nhìn trên cái hình này. C1 and C2 are drawn to rebars. And pole number 1, pole number 2. Đấy, các bạn có hai cây thép nhá. Các bạn nhìn người ta vẽ một cái là mặt bên, một cái là mặt cắt ngang này, đặt chéo vào nhau này đúng không? Và ép bởi hai điện cực số 1, số 2. What happened when you let two rebar touch each other? Chuyện gì xảy ra khi hai cái thanh thép này chạm vào nhau? Hay nói cách khác là khi các bạn đóng cái dòng điện này vào. Dòng điện chạy qua đúng không? Dòng điện này điện áp thấp đúng không ạ? Thì chỗ nào có điện trở cao nhất thì chỗ đấy bị nung nóng lên đúng không? Đây này. Đúng không em? Thế thì chỗ này bị cây thép điện trở nó chắc chắn nó sẽ cao hơn là cái điện cực này rồi. Sẽ chắc chắn là sẽ cao hơn cái dây đồng của em rồi. Đúng không? Thằng nào nhiều tạp chất thì điện trở nó lớn đúng không? Ngày xưa cấp 3 học vật lý phải thấy không ạ? So, two ways of welding. Just remember, they all got very short time. You see here. Đó. Thì hai cái phương pháp hàn ở đây thực chất là đều đảm bảo cái thời gian hàn là rất ngắn và thường người ta áp dụng cái rich welding này này, hàn cứng này này. Em nhé. Đấy. Thời gian này rất nhỏ này, trong khoảnh khắc này. 0.01 đến 0.5 giây. Đấy thì bạn nhìn này. Người ta ép hai cái điện cực vào. Hình dung này. Hai cái máy, tí thầy sẽ mở cái video sản xuất trong nhà máy cho bạn xem. Hai cái máy chạm điện cực vào cái thì có dòng điện nó bắn xuyên qua hai cây thép. Và trong nửa giây thôi vừa ép chặt hai cây thép lại. Được chưa? Tại sao người ta không để dòng điện chạy qua lâu ạ? Theo các bạn. Nghĩ là nó nguy hiểm. Nó sao bạn Lý? Nguy hiểm nhé. Nguy hiểm là như thế nào ạ? Kiểu nó có thể giữ điện lâu hơn hoặc là cái thép nó bị chảy ra nhiều hơn. Ừ rồi, có cái cảm giác có phải đúng nhưng mà dùng từ hơi sai nhé. Cái đấy không gọi là nguy hiểm nha em nhé. Thật ra là bởi vì thép của các bạn nếu như bạn để điện chạy qua lâu có thể nhiệt nó nung nóng lên nhiều. Mà thứ nhất là như bạn nói ấy, nung nóng lên đấy xong ép điện cực vào thì nó đứt thép của mình chứ. Đúng không? Chúng ta đang chỉ muốn nối hai cây thép lại với nhau chứ chúng ta đâu có muốn là nung chảy nó ra đâu. Thứ hai là cây thép bạn để nóng quá thì nó giòn thép ra. Giòn thì không uốn được nữa. Đúng thế không ạ? Đó, em lưu ý nhá. Thế thì, ok, moving to buttering wiring. Nếu sang cái phương pháp đối đầu này nó khác ở chỗ nào? Nó khác ở cái hệ dỡ này thôi. Holding platform. Nó chỉ khác ở cái bệ hệ dỡ này thôi. Bởi vì trong cái phương án hạn tiếp điểm này, hai cây thép của bạn chỉ cần đặt tiếp xúc nhau. Đúng chưa? Đặt tiếp xúc dưới bất cứ một cái điểm nào. Nhưng trong hàn đối đầu, bạn đang muốn gì ạ? Eccentrically, lúc nãy thầy dùng cái từ eccentrically nghĩa là gì? Đồng trục với nhau đúng không? Thế thì bạn phải có một cái hệ giá làm sao để căn chỉnh cây thép cho nó
cùng cốt cao cùng vị trí thì mới chạm và ép hai cây thép này đồng trục với nhau, đúng chưa? Đó, thế các bạn nhìn này, cái góc part of the platform, you see a base number 3, we call it the fixed pole, and rebar number 1 will be held by piston number 5. Piston number 5A together with piston number 6 shall have us to adjust the level, the position of second rebar as well as pushing them together. Vậy thì bạn sẽ có cái trục, bạn nhìn này. Đấy, quy điện cực số 3 đúng không? Đấy, và cái piston số 5, khi piston số 5 đẩy ra thì sẽ ép chặt, sẽ giữ chặt cái cây thép số 1 lại. Cái thằng này là fixed platform, thì đây là cái bệ đỡ cố định. Những cái bệ đỡ thứ hai bạn nhìn này, nó sẽ được dịch chuyển do piston 5A và piston số 6. Đúng chưa? Piston 5A thì nó sẽ đẩy lên xuống trái phải để căn chỉnh vị trí của cây thép số 2. Piston số 6 nó đẩy ra thì có nghĩa là nó tạo ra cái lực, nó push, nó ép cái cây thép số 2 vào cây thép số 1. Hình dung chưa? Đó. Rất đơn giản đúng không? Nó tương tự như phần trước, có hàn cứng, hàn mềm, thì ở đây là có hàn liên tục và hàn không liên tục. Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa thì các bạn nhớ giúp tôi đặc điểm chung là thời gian sẽ rất là ngắn nhá. Cái này thì các bạn nhớ giúp thầy. Thế còn hàn ngoài hiện trường nó khác như nào? Cũng tương tự hạ áp này. Đấy. We lower the voltage using a transformer. However, the negative pole, cái này phải nhớ nhá, negative pole is connected to the rebar and the positive pole is connected to the stick shoulder. Điện cực âm nối vào cây thép và điện cực dương nối vào que hàn. Soldering iron, or you call it stick shoulder, là que hàn. Right? The stick shoulder is made from a material that will be heated up, that will be burned, and then fulfill the gap between two rebars. Thì que hàn được làm bằng cái vật liệu mà sẽ bị nung chảy. Sau khi nung chảy thì cái vật liệu đấy nó sẽ lấp vào cái khoảng hở giữa hai cây thép. Alright. So on site, when applying the arc welding, you do not let your rebar touch together. Đấy, thế thì trong cái trường hợp hàn hồ quang hay gọi là hàn hiện trường ấy, thì các bạn sẽ không được phép để cho hai cây thép này chạm vào nhau. Thật ra chạm vào nhau thì cũng không ảnh hưởng gì đâu, đấy, nhưng mà lý thuyết người ta nói không chạm vào nhau. The gap is about 2 to 5 millimeters. Cái khoảng hở giữa hai cây thép đâu đó tối đa khoảng nửa cm thôi, bé này. So when you let your stick shoulder close to the rebar, then an arc electrical line shall be created and then burn the materials of stick shoulder. This material will be filled into this gap. After that, the worker should use equipment to lightly stamp at the welding point to remove all the welding scrap out of the joint. Khi các bạn thực hiện ngoài hiện trường này, anh sẽ đưa cái que hàn đóng điện rồi nhé, các bạn sẽ đưa cái que hàn nó sát cái vị trí điểm nối giữa hai thanh thép. Thì lúc này sẽ có một cái dòng hồ quang điện nó phóng qua và nung chảy cái vật liệu làm que hàn. Cái vật liệu này nó xem sao, nó sẽ bám, nó sẽ phủ, nó sẽ lấp đầy cái khoảng hở giữa hai cây thép. Thế thì sau khi tiến hành hàn như thế này, người thợ sẽ dùng cái dụng cụ của mình gõ nhẹ vào vị trí hàn. Điểm gì ạ? To remove the welding scrap, nghĩa là để bỏ đi cái lớp xỉ hàn. Thì sau khi bỏ đi cái lớp xỉ hàn này rồi, người ta mới kiểm tra chất lượng đường hàn đối với cái làm tạo phát sinh nhiệt đó, nó sẽ đốt cháy cái que hàn đúng không, nó sẽ tạo ra cả cái lớp xỉ hàn nữa. Đấy, thì các em lưu ý cái vấn đề này nhé. In order to increase the area of welding, there are some way to
put the rebar. Thì có một số cái phương pháp đập thép để có thể tăng được cái diện tích tiếp xúc, tăng được cái diện hàn. Các bạn sẽ nhìn nhé, nó sẽ là cái như hình vẽ, đúng chưa? Làm đối đầu này, người ta sẽ chắp chéo, người ta bẻ cong cái thanh thép đi, người ta hàn, người ta ốp thêm đây những cái thanh thép tròn hoặc thép góc, đúng chưa? Đó. Bạn nhé, coupling method, you read it yourself. Cái phương pháp nối ống này thì các bạn tự đọc thế này nhá, đúng chưa? Sliding là ống lồng, threaded là ống ren. Đấy, các bạn ghi chú có thể nhé, sliding, ống lồng. Có nghĩa là các bạn đã nối ống nước bao giờ chưa? Ở đây có bao nhiêu người đã nối ống nước rồi ạ? Nhựa ấy. Đoạn nối người ta gọi là cái măng sông. Được chưa? Đoạn nối người ta gọi là cái măng sông. Nhá. Thế thì cái coupling method gọi là ngoài hiện trường là nối coupler đấy. Thì nó cũng tương tự như thế các em nhé. Đây. Về nguyên lý này, thứ nhất sliding method. Bạn nhìn thấy chưa? Sliding sleeve là cái ống lồng bên ngoài này. Đúng không? Đấy, thì khi lồng cái ống này ra bên ngoài hay cái thép của chúng ta, sau đó người ta sẽ dùng cái máy dập thủy lực hay gọi là máy ép đấy, người ta kẹp chặt vào đây, bạn nhìn này, cái máy ép này người ta kẹp chặt vào cái ống đấy, và người ta sẽ để, bạn nhìn thấy chưa, nó sẽ tạo thành những cái đường ép đây đấy. Cái khi ép này thì cái ống lồng nó sẽ bám rất chặt vào cái thép, nối được hai cái thép khác nhau. Còn cái threading này, threading người ta gọi là ống ren này. Đấy, người ta, bạn nhìn này, tạo những cái đường ren. Bạn nhìn thấy chưa? Tạo những cái đường ren bên trong. Và những cái đường ren bên trong. Thế thì để nối được ống ren thì người ta sẽ cầm cái cây thép, người ta xoắn. Người ta vặn bên trong giống như là bạn vặn ốc vít ấy. Đó, giống như cái đai ốc với cái ốc vít ấy. Đấy, thế thì phương pháp tạo ống ren thì không, ở ngoài hiện trường thì làm nhanh hơn, không cần phải có cái máy dập thủy lực. Nhưng tuy nhiên là để tạo được ren thì sẽ tốn kém hơn so với cả phương pháp ống lồng. Thì hai cái này tôi cho các bạn cái từ để các bạn có thể đọc được nhé. Hai thằng này khi làm thí nghiệm ấy, người ta sẽ kéo thử, nếu mà đứt ở bên ngoài cái ống lồng thì là đạt yêu cầu, chứ còn nếu đứt ở đúng cái vị trí ống thì là fail. Đó. Các bạn sẽ nhìn thử cái video nhé, cho bạn xem cái video cả. Đây. Rồi, các bạn nhìn nhá, đây là cái máy spot bearing này, hàn tiếp điểm này. Bạn nhìn thấy chưa? Hàn trong nhà máy, bao giờ người ta hàn lưới này rất nhiều thép này. Thầy nói qua này. Các bạn nhìn rõ cái video không ạ? Các bạn nhìn rõ cái video không ạ? Có. Nó sẽ có một cây thép đấy, ở cái chỗ mà thầy thả ra đây này, thầy vẽ nét xanh này. Đấy, nó nằm vuông góc với cái lưới thép còn lại. Thế khi lưới thép này rơi xuống ấy, toàn bộ đây này, tất cả những cái chỗ này là điện cực này. Đấy, tất cả đây nó là cái điện cực này. Anh em nhìn cái chỗ này là điện cực này. Điện cực này nó sẽ dập rất nhanh vào cái cây thép, nháy điện, té lửa một cái, và hai cây thép nó sẽ bị hàn với nhau. Đây là cái máy này nó sẽ bẩy cái thép. Đó. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn được không ạ? Đây này, cây thép sau khi được thả xuống này. Đấy, đúng không? Một loạt những cái cây thép này. Cái điện cực nó sẽ dọc cây thép rất nhanh này. Đấy. Quan sát kỹ này. Đó. Thank you.
nhiều chưa? Dạ, đây là hàng tiết điểm nhá. Thế thì thực ra thưa các em là để tiến hành hàn được tiết điểm thì người ta cũng có một số cái máy cầm tay. Đây đây một số cái dạng, một dạng máy cầm tay của hàn tiết điểm đây, bạn nhìn nhé. Đó. Thì đã là máy cầm tay thì nó làm chậm hơn đúng không? Đấy các bạn nhìn đây là hàn mềm. Kiểm tra chất lượng hàn đúng không? Đấy. Còn những cái video người ta giới thiệu cái cách buộc cốt thép thì các bạn cũng có thể lên YouTube các bạn search cái sẽ ra ngay những video này đơn giản nhé. Đây, cái này cứ là YouTube thì bạn có typing method sẽ ra rất nhiều video hướng dẫn cái cách buộc này. Còn bạn hoàn toàn có thể là có chữ arc welding đúng không? Lên mạng, lên YouTube đúng không? This welding rod fits into. Nếu bạn nào nghe kỹ các bạn sẽ thấy đây đúng không? Đây là một ông phó giáo sư tiến sĩ đây. Đấy. Sculptor thì nó là nhà điêu khắc đúng không ạ? Associated professor là phó giáo sư. Colgate University, Đại học Colgate đúng không? Ông DeWitt Godfrey. An electrode holder which is insulated and allows the operator to safely hold the electrode without danger of receiving an electric shock. The rod can be positioned in the holder in a number of different ways depending on operator preference or the position of the work being welded. When the welding machine is on and the ground clip is connected to the steel tab. Các bạn nhìn thấy không? Cái điện cực âm đây, người ta kẹp vào đây. Trên này người ta cầm là điện cực dương. Đúng chưa? Đấy. Table or to the work itself, anything metal on this table is now charged. When they tất cả những cái kim loại mà dính ở trên cái bàn này lúc này là được charged rồi, nên được sạc rồi đúng không? The electrode makes contact with the work, it completes a circuit. The electricity flowing through the electrode holder. Người ta nói rất rõ đúng không? When the circuit is closed, the electric will be flying from the machine through the rod. Down through the work and back out through the ground clamp back to the welder. When an arc is struck, a common pool of molten metal is created between the two pieces that are being joined. Người ta nói rằng là những cái phần bị melted from the stick here shall be fulfilled the joint. Sẽ lấp đầy vào cái vị trí mới nối. Into this, the melting alloy center of the welding rod is deposited. Can sometimes be very difficult. Đôi khi thật ra là sẽ tùy từng cái vị trí mà đôi khi cái hàn này sẽ rất khó thực hiện đúng không? Thế một cái mà hôm trước như thầy nhắc các bạn rồi đúng không? Và vì nhiệt lượng nó tỏa rất rất lớn nên đôi khi người ta dùng cái hàn này để người ta cắt thép. À, có, người ta còn dùng cái này để cắt thép đấy. Nhưng mà lúc đấy thì cái thép nó sẽ bị nung chảy ra cái mùi rất là khét. Cái xỉ nó đóng rất là dày. Nhưng mà đôi khi không có kìm, không có cưa thì không có máy cắt thì buộc phải dùng cái này để cắt thôi. At first. Các bạn sẽ xem qua người ta. Okay. Welding hood's down. Remember, never look at an arc with the naked eye. Không bao giờ nhìn bằng mắt thường không? Naked eye. Now that you've mastered striking the arc, metal. After striking the arc, I create a nice, even pool of molten metal. You'll notice that the tip of the welding rod stays very near to the arc puddle, and that I'm also slightly wavering the tip of the electrode back and forth. The idea is to heat both pieces of metal evenly
as the filler rod is being deposited. Once you've completed your arc welded seam, you'll notice that there's a blue-black residue on top of the weld. This residue is a byproduct of the burning flux. It needs to be cleaned away from the weld. You can do this with a chipping hammer. And wire brush. This welding rod fits into an electrode holder, which is insulated and allows the operator to safely hold the electrode without danger of receiving an electric shock. The rod can be positioned in the holder in a number of different ways, depending on operator preference or the position of the work being welded. When the welding machine is on and the ground clip is connected to the steel table or to the work itself, anything metal on this table is now charged. When the electrode makes contact with the... All right, so that's the end for today. Thế thì hôm nay thì dừng ở đây nhé. Các bạn đã, chúng ta nói chuyện với nhau xong về phần kỹ thuật nối cốt thép. Được chưa? Còn lại là có cái phần đặt cốt thép vào ván khuôn và nghiệm thu cốt thép, các bạn tự đọc giúp tôi. Phần thầy thấy phần này rất dễ thôi, không có gì phức tạp cả. Để các bạn tự đọc, nếu có thắc mắc thì buổi sau các bạn có thể hỏi nhé. Được chưa? Tự đọc cái phần này có câu hỏi thi đấy. Cho nó nhắc rồi đúng không ạ? Đúng chưa? Vâng, nghe có vẻ hiểu hiểu quá nhỉ? Mệt quá rồi đúng không? Cố lên ạ, nốt tuần sau là môn này chúng ta chia tay nhau. Chưa biết bao giờ gặp lại. Nha, các bạn có thể tập trung vào ván, có thể học môn khác đúng không? Môn này như thế là tạm ổn. Quá trình chiến đấu là sắp xong rồi, sắp ra trường rồi. Nghe có thấy hấp dẫn không ạ? Em thấy cho em hỏi một chút ạ. Em thấy hay thầy tài liệu hay sử dụng từ chat ở mấy cái phụ lục ạ. Thì em hỏi cái jack hay là cái gì? Như kiểu bending jack hay là cái welding jack ạ? Thầy đang chưa hình dung ra từ nào, em nói là chữ nào ạ? Từ jack ạ? G-A-C-K ạ? Ở mấy cái phụ lục hay có jack đúng không? Vâng. Nó có jack là khó anh gọi. Jack nó chỗ này phải tùy xem cái ngữ cảnh gì. Ví dụ như lúc nãy em nhìn thấy thầy có dùng cái từ là hydraulic jack, ở đây là cái piston. Vâng. Thì em thấy ở một phần nó ghi là bending jack với cả welding jack thì rồi ok, chỗ này nó là cái piston nhá. Đấy, trong cái bài giảng vừa rồi jack ở chỗ này nó là cái piston. Đây, để thầy mở lại cái slide ra cho em xem. Đây đúng không ạ? Vâng. Thì bending jack và holding jack kìa. Vâng. Đây, đây nó chính là cái piston các em nhá. Jack ở đây nó là piston nhá. Ok chưa? Thế còn ở bên cái butting welding method ạ? Nó cũng có sử dụng nhiều từ jack ở đấy ạ. Thì nó cũng là piston hết đúng không? Đúng rồi, đây tất cả này là piston đấy, các em nhìn cách vẽ như nhau đây nhá. Được rồi. Nó là cái piston. Được chưa? Thế sau này các em học cọc ép chẳng hạn, người ta cũng dùng từ jack, jack pipe. Ok. Đây này, nếu các em gõ trên Google, em gõ jack pipe thì là người ta cũng có các em cái từ cọc ép đấy. Đó, đây này, jack pipe. Đấy chưa, cọc ép nhá. Vẫn là jack pipe min này. Đấy, em nhìn thấy chưa? Được chưa? Đấy, đây là máy ép cọc đây, robot ép cọc đây ra ngay cho các em đây nhá. Được chưa? Ok chưa? Bọn em có phải làm đồ án kỹ thuật thi công không thầy? Nó có. Thì thầy hướng dẫn không ạ? Đấy không biết nha. Cái đấy thì sẽ xem được phân công hay không.
Và nếu mà có phân công thì thầy sẽ van xin để mà được từ chối. Gì học mà cứ tắt cam, thầy chưa thấy cái lớp nào mà học mà tắt cam nhiệt tình triệt để như lớp này cả, đâm ra là dỗi rồi. Thầy bị cái hơi bị dỗi rồi, đúng không? Thế thôi, lúc đấy là sẽ van xin bộ môn là thôi tha cho em làm việc với 63 KTE mệt lắm, không ngoan như 62 KTE, 62 KTE ngoan hơn. Thế là thầy vẫn đang ôm hy vọng là 63 là sẽ ngoan hơn 60, 61, 62 đúng không? Cuối cùng là thầy hơi thất vọng. Lớp trưởng nó còn ngủ rồi, thằng Long nó trốn đi đâu rồi này. Đấy. Đâu hả? À? Em đây mà thầy. Không, mà lớp tôi chủ nhiệm kiểu này tôi sửa thành lớp trưởng đầu tiên. Để tinh thần của em, xuống, em, cứ em thấy thầy thông báo cho em là thầy cho bọn em nghỉ đi ăn sáng, em phải tranh thủ luôn, không em lại vào ca sau mất. Ừ đấy, thấy chưa? Được rồi đấy, nó nhắc khéo thầy lắm rồi nhá. Mời các bạn nghỉ để đi ăn sáng nhá. Nếu bạn nào có thắc mắc thì cũng có thể gửi email cho thầy nhá, lúc nào thầy rất welcome cả. Ok chưa? Hẹn gặp lại vào thứ hai tuần tới và hy vọng rằng là thứ hai các bạn sẽ có một cái trạng thái tích cực hơn nhá. Tuần này thấy ỉu quá. Rồi, chào các em nhé. Chào thầy ạ. Chào thầy. Chào các bạn.